Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp làm món bánh bột lọc nhân mặn nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong đấy ạ. Mình mời các bạn cùng thưởng thức món bánh này với mình nhé. Để món bánh này thì các bạn khi mà hấp như của mình ấy, thì lưu ý là các bạn nên có một lớp lá chuối để mình ngăn những chiếc bánh với nhau, vì không có nó sẽ bị dính ạ. Còn không có thì các bạn phải có một lớp mỡ hay là dầu ăn nhé, để cho những chiếc bánh không bị dính vào nhau thì nó sẽ không bị dính như này ạ. Đấy, bột nó rất là dẻo và dính này. Rất là thơm và ngon, mình mời các bạn cùng làm với mình ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình 200g bột năng nè, 150g đậu xanh, các bạn ngâm cho mình đấy từ 6 giờ nhé. 150g thịt xay, 100g cà rốt và 30g nấm mèo nhé. Mình ngâm ra thành 50g đấy ạ. Được như thế. Hai cây hành thơm, ít hành lá các bạn ạ, hai củ tươi ít hành lá. Cái phần đậu này các bạn sẽ vo lại đi cho mình để mình nấu chín lên nhé. Đây các bạn, phần đậu này các bạn sẽ cho nước xâm xấp như thế này ạ, và mình cho vào đây một ít muối, mình sẽ nấu chín lên. Cái phần hành lá lại hành thơm các bạn thái nhỏ ra cho mình. Cà rốt các bạn thái lựu ra cho mình nhỏ ra nhé. Nấm mèo cũng thái nhỏ ra. Đây các bạn, cái phần vỏ bánh các bạn cho mình vào đây vài hạt muối ạ. Và mình sẽ cho nước ấm các bạn nhé, 120ml nước lắm ấy, quên lại nói nước ấm, nước các bạn vừa đun sôi xong ấy nhé, để cho cái phần bột này chúng ta nhào ấy, nó không bị chảy ra. Rồi mình sẽ nhào bằng tay các bạn nhé. Và các bạn để không bị dính nữa thì chúng ta sẽ cho vào đây 2 thìa dầu ăn. Đây các bạn, khi mình nhào cái phần bột này nhé, nó đã thành một khối như thế này rồi. Là mình đã xong phần bột này rồi. Bây giờ mình sẽ để cho bột nó nghỉ một tẹo, và để trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi làm cái phần nhân nhé. Mình làm nốt cái phần nhân cho xong ấy ạ. Đây các bạn, khi phần đỗ các bạn nấu cho mình 15 phút nhé, nó đang mềm như thế này là được rồi. Mình sẽ lấy ra, mình cho chảo dầu lên bếp ạ. Và ít hành thơm này nhé. Rồi các bạn sẽ cho phần cà rốt, nấm mèo vào cho mình. Mình cho vào đây muối ruột canh các bạn nhé, 1/2 thìa này. Và bây giờ mình cũng vét nốt cả cái phần đỗ vào đây. Để cho cái phần nhân này nó hơi cay cay, các bạn sẽ cho mình vào đây một chút tiêu, thơm của mùi tiêu ạ. Một chút nước mắm. Và bây giờ các bạn sẽ đổ phần thịt. Thịt mình không xào kỹ ấy, để
thì nó sẽ bị khô ạ. Khi mình ăn bánh sẽ khô nên là mình chỉ cần bỏ qua thôi ạ. Và hành lá các bạn đổ đều lên là được. Rồi bây giờ các bạn sẽ tắt bếp, mình trộn đều lên nhé. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ lấy cái phần bột này ra nhé, để mình nhào lại và mình chia nó ra. Sau đó mình sẽ cho phần nhân này vào nhé. Cho xong rồi thì các bạn sẽ gấp nó lại cho mình nhé. Gấp kín cái mép nó lại là được. Rồi các bạn có thể dùng cái dĩa này nhé, để mình tạo cái thành nếp vần này. Đấy. Dí cái dĩa này xuống. Đấy, nhìn cái bánh của chúng ta sẽ đẹp hơn rất nhiều các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho vào lò hấp, nồi hấp nhé. Các bạn chuẩn bị cái nồi hấp cho mình nhé, và mình sẽ cho cái phần bánh vào để mình hấp. Các bạn hấp cho mình 25 đến 30 phút ạ, là mình sẽ được một mẻ bánh nhé. Khi mình hấp được 25 phút rồi các bạn ạ, cái phần bánh nó đã xong như thế này nhé. Bây giờ mình sẽ lấy ra đĩa ạ. Đây các bạn, khi mình gói xong nhé thì các bạn sẽ cho mình mỗi chiếc bánh này vào một cái lá riêng ra, để khi mình hấp nó lên ấy, mình lấy ra thành phẩm của nó, nó không bị dính vào nhau nhé. Đấy, có một lớp lá này nó sẽ khác ạ. Các bạn sẽ hấp cho mình 25 đến 30 phút ạ. Đây ạ, bây giờ mình chỉ cần nhấc cái lá này lên nhé là các bạn sẽ lấy được bánh mà không bị dính nhé. Đấy, như lúc trước mình lấy thì nó hơi bị dính vào một chút. Bây giờ thì có lá này thì sẽ không bị dính ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã được những chiếc bánh bột lọc ạ. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.